Alo, chào quý bà con. Thì hiện giờ Hùng và anh Nghi đang ở xã An Phước, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Huyện Văn Thách, huyện Văn Thách. Tới vườn của anh Tâm ha. Thì theo cái quy trình thì anh Tâm là cũng đã hướng dẫn cho anh là cái quy trình để chuẩn bị làm bông cho cái cây sầu riêng Vi Sáu. Ở trên đây thì anh có thêm một cái cây Motion King nữa. Thì đang vô cái quy trình làm bông nghịch vụ. Thì hôm nay thì anh đã đi lân rồi và lên tưới siêu kích bông và xịt siêu kích bông được một cử ở trên thân rồi. Thì nay mình đi ngang thì ghé mình kiểm tra để hướng dẫn cho anh thêm. Thì anh Tâm, khi mà cái đọt của mình như vậy nè, dạ cũng gửi lên cho quý bà con luôn. Khi mà chúng ta canh á thì cái cơi đọt mà chúng ta, cái bộ lá của chúng ta nó lụa mà nó già được á, là từ ba đây mình ra được ba cặp lá nè, 1, 2, 3, đây là cặp thứ tư nè. Nó chuẩn bị già cứng lụa như thế này là bắt đầu chúng ta là lên thuốc là được rồi. Chúng ta canh cái cây đọt là tới 21 ngày khi mà chúng ta đã lên được ba cái cử thuốc, từ khi gãy lân, tưới siêu kích bông ở dưới và hai lần xịt siêu kích bông ở trên, thì mỗi lần cách nhau một tuần. Tới tầng thứ ba là chúng ta bắt đầu tiến hành nó đẩy, là cái bộ lá chúng ta là nó sẽ già như thế này, nó từ cỡ này trở lên đó, là bộ lá chúng ta nó già từ như, nói chung là từ cái này trở lên nè. Thì chúng ta bắt đầu tiến hành đẩy rồi chúng ta bắt đầu tiến hành là xịt thằng bông. Thằng bông thì chúng ta cũng sẽ xịt là phủ tán, ướt đều tán ngoài đó, và đặc biệt là giả dưới cành của cây chúng ta như thế này đó. Đây. Thì chúng ta là phủ ướt đều tán ngoài và giả dưới, đặc biệt là giả dưới cành cái chúng ta ha, thì để cho nó tạo cái mầm hoa ở trong thân của mình nó đạt kết quả hơn so với chúng ta khi xịt ở trong thôi. Thì sau 21 ngày tới cái ngày đẩy á, thì tụi em sẽ, khi mà anh đẩy thì anh sẽ gọi trực tiếp Zalo cho em, và bữa đó em có nhà em không đi công tác ở miền Đông thì em sẽ quay về đây để hướng dẫn cho mình là cái cách đẩy mũ cho cái cây sầu riêng của mình. Tổng hết là mình bao nhiêu gốc hiện làm trái làm bông được này thì có 45 gốc, còn mấy cây nhỏ mình dạt lại mình bỏ lại. Thì nói chung thì mấy cây nhỏ thì chúng ta chừa lại để qua tới mùa tới thì cho cái cây mình nó lực hơn hay đẩy. Chứ mình đẩy sớm quá thì cái khả năng sinh trưởng của nó chưa hoàn chỉnh, mà mình đẩy nó sớm quá thì nó sẽ không đạt được cái kết quả như mong muốn. Nó cũng ra bông nhưng mà nó ra tỷ lệ rất là yếu so với những cây đã trưởng thành. Thì cây của mình là từ 4 năm trở lên chúng ta tiến hành đẩy là cái mùa bói thì nó sẽ tốt nhất. Còn ở bên đây là cái Motion King thì nó cũng một lượt mà nó bự quá ha. Dạ, phát quá. Dạ. Cái cây của mình nó phát triển mạnh cái Motion King này. Dạ. Đây. Thì đối với cây Motion King hay là cái cây Vi Sáu thì cái cây đọt của anh hiện nay nó cũng đã già lụa hết rồi. Nó được 3-4 cặp lá trên rồi. Nó như thế này thì chúng ta bắt đầu là tiến hành chuẩn bị là cái bước đầu tiên là được. Xong. Ôi cái gốc này nó bự hơn gấp đôi cái gốc. Bởi vì em mới xin thuốc anh thêm đó. Nó bự hơn gấp đôi cái gốc ghi mà. Cây này cũng không quản lý đọt tốt nè. Đây đắng là vậy không á. Thì cái phần đọt thì mình quản lý nó chưa tốt, thì khi mà mình ăn xong cái vụ này. Dạ. Rồi tới mà cái khi mà chúng ta mà tiến hành mà rửa vườn á, chúng ta sẽ khống chế nó lại thêm một cái số tuột đọt để nó phân chia tàn cho nó đều hơn. Dạ. Thấy cái đường này mình đi dài. Dạ được anh. Thôi đứng ở đây đi. Đây thôi. Đây nó hơi bị khó đi. Đó. Rồi thì đây là những cái bước mà chuẩn bị ban đầu thì em cũng đã hướng dẫn cho mình xong hết rồi đó anh. Dạ. Thì có cái đợt nào mà nó bị thiếu cái thằng bông á, thì anh qua bển anh lấy thêm giùm em để anh xịt cho nó đủ. Để cho nó kỹ. Em lót lại trời mưa anh xịt lại thử cái bông nó là thiếu, thử cái bông nó là không. Dạ. Vậy thì đó mình qua lấy thêm thằng bông và cái thằng siêu kích bông về để mình xịt cho nó đủ nha anh. Nó thiếu thuốc thì chứ cây mình nó cái em hãy coi tên mạng là cái bét là phải giờ ra đây không? Đúng rồi, em tính ăn được. Cái bét này thì mình giờ ra đây nè. Dạ. Nghe cái tới mà ngoài này. Nó ở đây thì ra đây nó cũng phải tầm 1 mét nữa đó. Để cho cái cây của mình nó phun ướt đều cái tán nè. Đặc biệt là nó cái nước nó không có vô tới cái phần cổ của hũ cây của mình. Cổ gốc nè. Đó, nước mà nó nhiều quá thì nó dễ làm úng thối cái cổ rễ của mình lắm. Đó. Rồi cái phần mà thuốc siêu cái thằng siêu kích bông á. Cái thằng bông thì anh xịt thật là kỹ giùm em nhé. Dạ. Xịt cho nó ướt đều dạ dưới cành và đặc biệt là cái phần tán ở ngoài, để cho cái hàm lượng cái phân thuốc của mình nó hấp thu đủ vô để nó tạo cái kích thích cái mầm
mai của mình nó nhanh hơn. Dạ. Nó thúc đẩy cái quá trình nó làm ngưng cái quá trình sinh trưởng, nó chuyển qua quá trình sinh sản, thúc đẩy quá trình sinh sản thật là mạnh vô. Đó, trong cái thời điểm này thì mùa mưa nhiều thì anh biết rồi đó, nó dễ làm lỏn thuốc lắm. Có thể là sau khi anh đậy ha, qua ngày sau anh xịt thì anh thấy có mà triệu chứng mà trời ổng u ấm ổng mưa thì mình phải ngưng ha, 1-2 ngày mình chờ để cho nắng ấm mình nó xịt đó, chứ mình xịt lên cái nó ổng mưa cái nó làm tô thuốc mình hết. Dạ. Thì nó thế không đạt được kết quả. Thấy trời tốt quá, trời sáng sao đỏ rồi. Thì đây là hướng dẫn của em đó, thì anh làm thật tốt theo cái quy định hướng dẫn của em thì mình sẽ có một cái mùa vụ bội thu. Dạ. Cảm ơn anh Hùng. Dạ. Ủa.